Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Cùng với quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi số tự động nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Suzuki XL7. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 525 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động này. Rất đẹp luôn này các bạn nhé. Màu trắng này, chiếc xe này cũng đã được trang bị giá nóc này, đuôi gió thể thao này. Đấy, và nhìn về những cái phần sau này các bạn thấy đấy ạ. Rất là đẹp luôn, toàn bộ từ những cụm đèn này đều rất đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Biển số thì chúng tôi đang thu hồi biển số rồi quý vị các bạn ạ. Đây là biển này là chúng tôi đang lắp vào để mà tạm vào đây để quay chụp thôi, chứ còn lại là không có mục đích để sử dụng để đi hay gì đâu các bạn nhé. Đấy, lắp vào gọi là cho nó có biển thôi. Chứ còn chiếc xe này thì chúng tôi đang thu hồi biển số rồi. Bây giờ đi mua xe về là tất cả đều thu hồi biển số hết luôn các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về, còn chưa có dọn rửa kỹ đâu các bạn ạ. Đấy, chưa dọn rửa đâu, vẫn còn đang bẩn nguyên này. Đấy, mua về được cái là tôi phải quay, tôi chụp lại là tôi đăng lên cho quý vị các bạn xem ngay các bạn nhé. Sau khi quay chụp đăng xong thì chúng tôi cũng sẽ cho anh em dọn rửa các thứ, sau đó là tôi lại làm lại một cái video thật đẹp, thật chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Đấy, cơ bản là chiếc xe rất là đẹp luôn này. Đấy, sản xuất năm 2022, rất là mới luôn các bạn nhé. Option của những chiếc xe này thì rất là nhiều rồi, cũng đã được trang bị màn hình camera lùi, cảm biến lùi tất cả rồi các bạn nhé. Nội thất là ghế da. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2022 luôn các bạn nhé. Đấy, sản xuất rất, chiếc xe rất là đẹp luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đây là về cái phần nội thất phía sau. Đấy, quý vị các bạn xem đây ạ. Tất cả nội thất hàng ghế thứ hai này, hàng ghế thứ ba này đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Và trần của chiếc xe này thì chủ xe không bọc trần 3D mà bọc trần ni lông, cho nên là cái nỉ trần cũng đều rất là sạch đẹp này. Nếu như bây giờ chúng ta không thích cái trần này thì chúng ta có thể bóc cái ni lông này đi. Đấy, rất đơn giản các bạn nhé. Nhưng mà nội thất rất là mới. Đấy, nội thất của chiếc xe rất là đẹp đây các bạn nhé. Nội thất của một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu này. Dung tích 1.5 lít số tự động đây các bạn nhé. Đấy, mà chỉ 6,62 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị 7,94 lít, còn nếu ngoài đô thị chỉ 5,85 lít thôi. Đấy, những chiếc xe rất là đẹp và lại tiết kiệm nhiên liệu này đây các bạn này. Đây, để tôi mở cái cốp sau nhé, cốp sau đang bấm khóa. Đấy, đang khóa cái cốp sau. Cốp sau đang khóa các bạn ạ. Cốp sau đang khóa cho nên là tôi chưa mở ra được nè. Đấy, đuôi gió này, cảm biến lùi này, camera lùi này, đầy đủ luôn. Cụm đèn thì rất là đẹp đây các bạn nhé. Chữ này, logo các thứ này đều rất đẹp. Đấy, và nội thất phía bên trong. Đấy, nội thất rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ từ tắp đi cánh cửa này cho đến hàng ghế này. Đấy, điều hòa này đầy đủ luôn và rất đẹp này. Đấy, cánh cửa này, toàn bộ từ tắp đi cho đến táp lô vô lăng cần số tay phanh này các bạn xem đây ạ. Đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị rất là nhiều option từ khóa thông minh, đề nổ, start top. Đấy, đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì cả. Option thì rất là nhiều. Đi lại tiết kiệm nhiên liệu. Và 7 chỗ ngồi rất là đẹp luôn. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ quý vị các bạn nhé. Đây, tôi sẽ mở cái nắp capo ra cho quý vị bạn xem về cái phần động cơ. Okay. Thank you.
chốt đây. Đấy, động cơ của chiếc xe với dung tích 1.5 lít các bạn nhá. Với dung tích 1.5 lít và rất tiết kiệm nhiên liệu, các bạn thấy vừa rồi tôi đã cho quý vị các bạn xem về cái phần mức tiêu thụ nhiên liệu đấy ạ. Đấy, với động cơ thì 4 máy mà lại rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhá. Và động cơ thì còn nguyên zin này. Toàn bộ từ ốc chân máy này còn nguyên zin hết luôn các bạn nhá. Đấy, đến ốc cabo nguyên zin luôn các bạn này. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhá. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Đấy, và số tự động này rất đẹp luôn này các bạn nhá. Số khung này. Đấy, một chiếc xe phải nói là rất đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Suzuki XL7 2022 số tự động này các bạn nhé. Chúng tôi đang bán là 525 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Come on.